một ngôi nhà hai tầng được xây dựng vô cùng khang trang và rộng lớn, và được xây dựng lên ở một vách núi gần một quốc lộ lớn. Trên đường đi trải nghiệm. Và ngày hôm nay Nga cũng có mặt tại đây để cùng trải nghiệm khám phá ngôi nhà này, để cho toàn thể cô chú anh chị được biết bên trong này xem có điều gì kỳ bí linh thiêng không. Tại sao mà họ lại xây dựng lên một ngôi nhà đẹp như vậy mà lại bỏ hoang? Và đập vào mắt Nga thì có một cây xích đu nhá. Đấy, một cây xích đu này ở một cái gốc cây vô cùng là mát. Nhưng mà phải nói là ở đây á, thời gian không có người ở nên là cây cối rậm rạp, um tùm. Và có một cái đường để đi lên trên ngôi nhà nhá. Tuy rằng là thời gian họ bỏ rất là lâu, cho nên là cũng có rong rêu nên là đi rất là trơn. Và thời tiết hôm nay thì cũng có mưa nhá. Nên là Nga sẽ cố gắng để Nga bỏ bước lên trên đây. Lên trên đây để đi lên ngôi nhà nhá. Cây cối um tùm rất là rén, không biết là có chuột bọ rắn rết thì không. Đấy, thật sự là Nga rất là sợ nhá, rất là rén, nhưng mà Nga sẽ cố gắng để đi lên để cùng trải nghiệm với toàn thể cô chú anh chị. Nói thật là rén nhá. Ui, đây là trong nhà rồi. Đấy, rén quá, đi vào trong này là có một cái luồng khí nhá. Và nói là khí quá nhiều luôn. Bước vào đầu tiên đập vào mắt Nga là một cái bàn thờ nhá, một bàn hương. Trời ơi, hương lại khói tàn. Có cái bóng nước qua nước này, sợ quá. Đấy, hương lại khói tàn nhá. Công trình khép kín nhé. Đây là một công trình khép kín. Phải nói là cái chỗ này á, cảnh tượng ở đây rất là đẹp nhé, rất là đẹp. Nhưng không hiểu sao Nga đi vào bên trong này á, nó cảm giác nó hoang sơ lạnh lẽo, hay là do thời gian lâu ngày không có người ở nhé, nên là nó lạnh lẽo như vậy. Thôi thôi, Nga sợ lắm rồi, thôi Nga đi ra ngoài đây. Thôi chào tạm biệt ngôi nhà nhé. Và chào toàn thể cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video sau ạ.